Kính chào quý thính giả tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2023, xin gửi đến quý thính giả bài viết Học bắt cách làm việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Bài viết được đăng trên báo dân trí.vn. Thưa quý vị, Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước. Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua quá trình học tập. Theo người, học tập chính là một quá trình tiếp thu tri thức để bổ sung, nâng cao trình độ nên mỗi người phải luôn học tập ở trường, lớp và tự học suốt cốt đời vì học hành là vô cùng. Học càng nhiều, biết càng nhiều càng tốt. Vì thế, mỗi người, nhất là người cán bộ, đảng viên nếu không muốn mình trở nên lạc hậu thì phải ra sức học tập bởi lẽ nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ, xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tình xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh còn đưa ra những chỉ dẫn có tính chất phương pháp luận rất quan trọng về cách thức học tập có hiệu quả. Đó là, muốn học tập có kết quả tốt thì phải có thái độ đúng và phương pháp đúng. Phương châm, phương pháp học tập là lý luận liên hệ với thực tế. Khi đến thăm một đơn vị, thấy tình trạng cán bộ đảng viên, nhất là những người lớn tuổi có tư tưởng ngày học, bác đã bộc bạch, bác thường nghe nói có đồng chí 40 tuổi đã cho mình là già nên ít chịu học tập. Nghĩ như vậy là không đúng, 40 tuổi chưa phải là già, ở bác đã 76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng để nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập học tập là nhu cầu tự thân suốt đời. Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, học và tự học luôn gắn liền nhau và đó cũng chính là con đường tốt nhất để mỗi người không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ cho bản thân. Người từng bộc bạch về văn hóa, tôi chỉ học hết tiểu học. Về hiểu biết phổ thông, năm 17 tuổi tôi mới nhìn thấy ngọn đèn điện lần đầu tiên, 29 tuổi mới nghe radio lần đầu. Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn, việc nhỏ, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp. Công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau. Đây là những lời bộc bạch rất chân thành được đúc rút ra từ chính cuộc đời của người nên có sức lai động rất lớn đến mỗi cán bộ, Đảng viên phải ra sức học tập tinh thần tự học suốt đời của Bác. Theo Bác, học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. Vì thế, quá trình học không nên được chăng hay chớ mà cần phải nghiêm túc, không bỏ bê, không ngắt quãng. Người không chỉ nói, yêu cầu mỗi người mỗi cán bộ, đảng viên của đảng đều phải học, tự học và học suốt đời, mà người còn là một tấm gương mẫu mực về quá trình tự làm giàu tri thức của bản thân. Khi đặt chân sang các nước, người đều tự học ngoại ngữ để tìm hiểu văn hóa, lịch sử các nước và hòa nhập với cuộc sống nơi đó, từ đó tham gia hoạt động cách mạng, viết sách, báo, tạp chí, đồng thời nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác Lenin và truyền bá về Việt Nam. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Trước tình hình thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân khiến hơn 90% đồng bào ta bị mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi mở chiến dịch dịa, giặt dốt. Trên tinh thần, ai biết chữ thì dạy cho người chưa biết chữ, người biết nhiều dạy cho người biết ít, tận dụng mọi nơi, mọi lúc để dạy và học. Phong trào thi đua bình dân học vụ được người phát động những năm đầu khi nước nhà mới giành được độc lập đã được toàn dân đồng lòng, đồng sức tham gia, triển khai với quyết tâm cao và đã đạt được những thành tựu không thể phủ nhận. Ngoài ra, với tầm nhìn xa trong rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà theo phương châm, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chính điều này đã góp phần vào thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Không chỉ nói về việc học nói chung mà người còn chỉ rõ mục đích của việc học là để hoàn thiện, phát triển bản thân và phụng sự cho đất nước. Tháng 9 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương và người đã ghi lại trong trang đầu cuốn sổ vàng truyền thống của trường, học để làm việc làm người làm cán bộ học để phụng sự đoàn thể phụng sự giai cấp và nhân dân phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt làm cán bộ sao làm việc, làm người, nhằm khẳng định bản chất của người cán bộ trong xã hội mới. Học không phải để làm quan như trong xã hội cũng như người từng nhắc nhở, học cốt để biết đạo lý làm người để giúp dân không nên theo đuổi mục đích đổ đạt để làm quan và nhũng nhiễu dân mà học để thực hiện mục tiêu cao cả là phụng sự đoàn thể giai cấp và nhân dân tổ quốc và nhân loại là luôn luôn đặt lợi ích của tổ quốc của nhân dân lên trên tất cả với hai từ phụng sự hồ chí minh đã nêu lên ý nghĩa đích thực của việc học tập thật sự khoa học cách mạng tiến bộ và nhân văn theo người việc học phải hướng tới mục đích toàn diện nhằm hoàn thiện nhân cách đạo đức làm người chiếm lĩnh các kiến thức về văn hóa chính trị khoa học kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời nắm bắt những kiến thức lý luận và kiến thức thực tế. Nếu không có nhân cách, đạo đức sẽ không có bản lĩnh để vượt qua được khó khăn, gian khổ, nếu không có trình độ sẽ không theo kịp được yêu cầu ngày càng phát triển của cách mạng, đặc biệt nếu làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp, vừa hay vấp váp, có lý luận thì mới hiểu được mọi việc trong xã hội, trong phong trào để chủ trương cho đúng, làm cho đúng. Một điều đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đưa ra tư tưởng khuyến khích, Đồng viên mọi người học tập suốt đời mà người cũng chính là tấm gương sáng mẫu mực về tinh thần học, tự học và học suốt đời để làm giàu tri thức, nâng cao trình độ. Do đó, người luôn căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện lời dạy của Lê Đinh là học, học nữa, học mãi, học phải đi đôi với hành, học để hành càng ngày càng tốt hơn. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe bài viết Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, và khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Bài viết được đăng trên báo pháp luật.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.